Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay Hội Người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt và trao tặng quà cho 100 hội viên trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các hội viên động viên, thăm hỏi nhau và ôn lại truyền thống dễ dàng, tuy gian khổ nhưng anh dũng. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 5.000 cán bộ chiến sĩ và nhân dân bị địch bắt, giam cầm và tra tấn dã man, nhưng vẫn anh dũng đấu tranh, giữ tròn khí tiết, xứng đáng là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất. Dịp này, tỉnh hội cũng đã trao tặng các phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị các phần quà khoảng 45 triệu đồng. Những phần quà, lời động viên thăm hỏi, sự chung tay của cộng đồng là hành động thiết thực để tri ân người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.